Lâm Trại xin mến chào bà con. Chào mừng bà con chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Lâm Trại. Trong video ngày hôm nay, Lâm Trại xin chia sẻ với bà con về măng cô dết là gì và tại sao có măng cô dết màu vàng và măng cô dết màu xanh. Thì tính năng và tác dụng nó như thế nào, tại sao trên thị trường hiện nay nó có những cái dòng như vậy. Thì thưa bà con, mình là Lâm Trại, chuyên kinh doanh phân bón hạt giống và thuốc bảo vệ thực vật. Trong hơn 5 năm qua, mình đã giúp được rất nhiều cho bà con của chúng ta, cùng bà con đồng hành trên các vựa rau màu để cùng bà con đem đến những cái giải pháp tốt nhất, mang lại hiệu quả cũng như là kinh tế cho bà con. Đó là điều vô cùng quan trọng nhất mà Lâm Trại muốn đem lại cho bà con. Nếu bà con quan tâm về mảng nông nghiệp thì xin hãy đăng ký kênh và theo dõi những cái video tiếp theo, và mình sẽ liên tục để có những video hữu ích nhất, tốt nhất đến với bà con. Hoặc có thể liên hệ với Đại qua số điện thoại 0905 251145. Đại luôn luôn cùng đồng hành với bà con. Thì quay trở lại với nội dung của video ngày hôm nay, thì măng cô dết đó chính là một thành phần thuốc để dùng ngừa bệnh cho bà con của chúng ta là chính. Nó không có cái tác dụng để phòng trị bệnh, bởi vì cái cơ chế của thành phần măng cô dết nó là dạng ở tiếp xúc, nó không có thẩm thấu nội hấp và lưu giống. Chính vì vậy cái việc bà con của chúng ta sử dụng cái thành phần măng cô dết chỉ mang tính chất phòng bệnh cũng như là ngừa bệnh cho cây trồng của chúng ta là đem lại hiệu quả cao cho bà con. Nên là bà con của chúng ta cần phải nắm bắt được cái tầm quan trọng cũng như là cái vai trò của cái măng cô dết này. Và trở lại tại sao thị trường hiện nay có hai cái dạng măng cô dết, đó là màu xanh và măng cô dết màu vàng. Thì thưa bà con, ở góc độ hiểu biết cũng như là những cái nhận định của bản thân Trải, thì trên thị trường hiện nay với thành phần măng cô dết màu vàng và màu xanh, vì chúng ta xét về cái độ hấp thụ trong cây trồng thì nó đều có tính chất như nhau và công dụng đặc tính đều như nhau. Cái độ mịn trong cái thành phần măng cô dết của hai loại này đều như nhau cả. Nhưng đối với cái dòng măng cô dết xanh thì nó tan tốt hơn trong nước, và nếu mà để ý thì bà con cũng có thể là cái độ mịn nó vẫn có phần tốt hơn so với măng cô dết vàng. Và cái ưu điểm của măng cô dết xanh đó chính là cái độ bám dính trên cây trồng của bà con của chúng ta, trên rau màu, trên cây trồng nó lâu hơn so với thành phần măng cô dết màu vàng. Và trên thị trường hiện nay thì bà con của chúng ta, như chúng ta đã biết, măng cô dết màu xanh thì nhà sản xuất họ chiết xuất ra mục đích dùng để xử lý cho các cái dòng cây như là cây có múi, cây ăn trái, hoặc là những cái dòng cây công nghiệp. Đôm nay là những cái cây mà ở cái dạng mà khó phun xịt, như là lâu lâu chúng ta mới dùng để phun. Thì nếu mà chúng ta cần với cái thành phần măng cô dết thì sử dụng cái dòng măng cô dết xanh, nó sẽ đem lại cái hiệu quả hơn cho bà con, nhằm mục đích là khi chúng ta phun thì ở cái dạng như là tốn công cho chúng ta hơn, thì chúng ta dùng cái măng cô dết xanh để mục đích nó chống hiện tượng lửa trôi và cũng như là nó bám trên thân cây được lâu, được nhiều hơn. Còn ngược lại, đối với măng cô dết vàng thì bà con của chúng ta sử dụng nó có tính chất luân phiên, chúng ta sử dụng và tiếp tục sử dụng lại nữa thì cái măng cô dết vàng nó không có bám dính lâu trên bề mặt của rau màu cũng như cây ăn trái của bà con của chúng ta. Và đặc biệt đối với về cái giá cả thì so với thị trường, hai cái dòng măng cô dết này thì bao giờ cái dòng măng cô dết xanh nó vẫn đắt hơn so với cái thành phần măng cô dết vàng 15 đến 20 ngàn trên một gói cùng một cái khối lượng như nhau. Nên là bà con của chúng ta cần phải so sánh và biết được nên dùng cái sản phẩm nào thích hợp với cây trồng nào để đem lại hiệu quả cho bà con, đặc biệt là về kinh tế. Còn ngoài ra, tính năng, tác dụng và
tất cả mọi vấn đề liên quan đến hai cái thành phần mangochit vàng và xanh đều như nhau cả. Bà con của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mà không phải nhất thiết dùng cái dòng này hay là so sánh dùng dòng kia. Là một người đứng bán hàng, Trạng cảm thấy bà con mình đang gặp phải cái vấn đề này. Thật ra tác dụng nó đều như nhau cả, chỉ qua đối với cái dòng mangochit xanh nó cái độ bám dính cũng như là cái độ chống rửa trôi nó tốt hơn, bởi vì nó dùng để cho những cái cây mà khó phun xịt như lúc nãy Trại có nói, nó ở trên cao hoặc là đối với những cây công nghiệp, khi chúng ta sử dụng như vậy một lần khó thì đảm bảo cho bà con hơn thì nên sử dụng cái dòng mangochit xanh. Còn ngoài ra nó tác dụng tính năng nó đều như nhau cả bà con ha. Thì trên đây là tính chất quan trọng nhất của thành phần mangochit mà nó đem đến cho bà con của chúng ta. Anh Trại hy vọng với những cái kiến thức cũng như là những cái hiểu biết của mình, anh Trại chia sẻ với bà con để cho bà con biết hơn, rõ hơn về cách sử dụng cái thành phần mangochit xanh hạch vàng trên cái rau màu của mình. Thì hy vọng đây là một cái video bổ ích cho bà con. Nếu bà con cảm thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh và cũng như theo dõi những cái video tiếp theo mà Trại sẽ cập nhật. Và bây giờ Trại xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.